Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thời khắc sang năm mới, ai cũng chúc cho mọi người được an khang, thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Có lẽ câu chúc mừng này sẽ không phù hợp với người tuổi Mùi, bởi trong năm 2020 đã phạm hại Thái Tuế, khiến vận tình trong năm của bản mệnh có nhiều biến đổi, sự nghiệp, tài lộc của con giáp đã gặp nhiều khó khăn, thậm chí là đình trệ trong một thời gian. Sang đến năm 2021, tuổi Mùi cũng phạm phải xung Thái Tuế, vận hạn do Thái Tuế đã bám giết từ năm này sang năm khác. Vừa thoát được kiếp này thì phải gặp phải vận đen, tránh vỏ xưa, gặp vỏ dừa. Vậy trong năm 2021, tuổi Mùi có điểm gì nổi bật hay không? Hay thực sự còn gặp nhiều đen đủi hơn năm trước? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ vận trình của người tuổi Mùi trong năm 2021 và có thể tìm ra được cách ứng phó kịp thời. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Mùi trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021 Tân Sửu cho thấy trong năm tuổi Mùi xung Thái Tuế, hiểm họa trùng trùng. Sửu, Mùi tương xung lại thêm thất sát hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn cát. Trong năm, lan can sẽ tạo ra nhiều trở ngại và rắc rối khiến con đường sự nghiệp của bạn gặp nhiều khó khăn. Đại hào có tác động đáng kể đến tài lộc của bạn, khiến cho tiền tài hao hụt đội nón ra đi. Năm 2021 hợp thành bố cục tuế phá giữa tuổi Mùi và năm Tân Sửu. Vận thế phạm xung Thái Tuế lại ẩn hung sát ám kim tương đối xấu. Điều này không tốt cho sức khỏe và tình hình tài chính. Nó sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng tiêu cực. Ngoài ra, hàng loạt hung tinh như tuế phá và tai sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với con giáp này. Tỷ kiên thì tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay sự công kích nghiêm trọng, tranh đoạt từ mọi người xung quanh. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, các mệnh chủ cần luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe của tuổi Mùi sẽ trải qua trong năm 2021 sắp tới, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong thủy Sa Cát xin chia sẻ chi tiết về vận trình tử vi của tuổi Mùi qua tất cả các phương diện. Đầu tiên, về mặt sự nghiệp. Theo dõi vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mùi năm 2021, con giáp này gặp Thái Tuế Sửu Thổ khắc chế bản mệnh. Tuổi Mùi gặp cục diện xung Thái Tuế nên con đường sự nghiệp gặp nhiều trắc trở, gian nan, may mắn hiếm hoi mà xui xẻo thì đầy rẫy. Bản mệnh khó có thể phát huy được năng lực của mình, sẽ bị chèn ép, gây khó dễ, làm gì cũng không được như ý. Công việc của tuổi Mùi trong năm 2021 dự báo không thấy may mắn khi liên tiếp vấp phải những thị phi. Nhiều người gây cản trở cho bạn, làm cho bạn có cơ hội cũng không thể nào thăng tiến. Công việc không được như ý lại còn bị nói xấu sau lưng, khiến bạn áp lực tinh thần đè nặng. Phải thật vững vàng mới có thể đứng lên, chống lại những điều rủi ro. Đối với bản mệnh thì điều này đồng nghĩa với việc áp lực trong công việc sẽ tăng lên gấp bội. Tuổi Mùi có thể bị cấp trên chèn ép, bị những người có quyền lực gây ấm ức, chịu quản thúc nghiêm ngặt. Khối lượng công việc lớn, cường độ làm việc không ngừng tăng cao, làm việc căng thẳng, mệt mỏi nhưng không được khen thưởng đãi ngộ đúng mực, khiến cho tâm tình bồn bực, áp lực cũng ngày càng lớn, có thể thúc đẩy con giáp này vượt khỏi nội quy mà chịu trừng phạt. Đã thế, lại có thể xảy ra những vấn đề sai sót, thua lỗ, thất thoát, đền bù.
Đúng là không có cái nào đen hơn, nên bạn có ý định chuyển việc một vài nơi thì cũng là điều nên làm. Ngoài ra, Thái Thuế Hung Tinh còn đại diện cho cơ quan chấp pháp. Đừng để mình mắc sai lầm hay để lộ điểm yếu gì với họ, nếu không, đó sẽ trở thành mối nguy hại cực kỳ lớn đối với công việc của tuổi Mùi, khiến bạn lâm vào cảnh khốn cùng. Trong năm, có thể có một vài biến động về công việc, cụ thể là nơi làm việc hoặc vị trí làm việc. Bạn có thể bị thuyên chuyển công tác, nhưng trong tình trạng hiện tại thì không biết đó là hoa hay phúc. Biết đâu đi tới một nơi khác lại là khởi đầu may mắn hơn cho con giáp này. Xét về phương diện sự nghiệp thì con giáp này trong năm nên cân nhắc trước quyết định theo đuổi tài chính hay kim loại, bất động sản. Đừng thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, cuộc sống đâu có dễ dàng đến vậy. Chẳng những sự nghiệp khó phát triển mà còn mang tới nhiều khó khăn, rắc rối cho chính bản thân tuổi Mùi. Nếu tuổi Mùi muốn cải thiện vận đen của bản thân trong sự nghiệp thì bản mệnh nên luôn lắng nghe lời chỉ bảo và hướng dẫn của các bậc tiền bối đi trước. Đừng tự cao, tự đại, hãy khiêm tốn, lăn xả, hạ thấp cái tôi xuống để có thể học hỏi nhiều hơn, sẽ có lợi cho sự tiến triển của sự nghiệp tuổi Mùi. Ngoài cải đổi tâm tính thì các thầy Gia Cát khuyên người tuổi Mùi hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật là Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp những người tuổi Mùi chiêu mời nhân tài, phù trợ, giúp đỡ và xua đuổi tiểu nhân, phá đám trong con đường sự nghiệp của bản mệnh. Đồng thời giúp bản mệnh chiêu tài lộc và mang lại may mắn hơn, từ đó công việc mới được hanh thông. Về mặt tài lộc, nhìn chung tài chính của tuổi Mùi năm 2021 không được như ý vì công việc không thuận lợi. Dù không quá túng thiếu nhưng cũng chẳng dư giả gì. Đã thế còn dính họa thị phi, lừa đảo, trộm cắp, lợi dụng nên có lúc khó khăn, vay mượn triền miên. Chính tài khởi sắc chút đỉnh, có nguồn thu nhập hợp pháp nhưng không quá nhiều. Thêm nữa, còn phải đề phòng trộm cắp, lừa đảo, gây phá tài. Ngoài ra, trong năm có Thái Tuế là Thất Sát Hung Tinh, đối xung với Thứ Tài, nên bản mệnh không thể tham gia vào các hoạt động đầu tư, mạo hiểm, đầu tư kiếm lời, phải suy nghĩ trước sau, tư vấn ý kiến của nhiều người, nếu không sẽ bị thất thoát, thua lỗ, trục lợi. Các hình thức đầu cơ sinh lời đều mang tới nguy cơ mất tiền, hao của hoặc bị lừa gạt, hoặc bị nẫng tay trên. Nhưng chú dê cũng cần phải thận trọng khi làm trong ngành tài chính, cổ phiếu hay các dự án thủy lợi, thường mất nhiều hơn được. Cùng với đó, trong cuộc sống dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, gặp phải thị phi liên tục. Hơn nữa, áp lực kinh tế rất lớn có thể gây ra nợ xấu nên mệnh chủ cần chú ý nhiều hơn và cần đưa ra định hướng chi tiết cho mình. Mệnh chủ tuổi Mùi năm nay tốt nhất hãy theo định hướng là động chung cầu tài, để giảm bớt sự ảnh hưởng của các tác động xấu do bị Thái Tuế phá gây ra. Năm nay, tài vận rất khó được như ý. Lời khuyên cho tuổi Mùi rằng bản mệnh nên đặt trọng tâm vào con người, đợi đến lúc vận thế tăng lên rồi mới tính đến bước tiếp theo. Nếu bạn đủ may mắn để kiếm được tiền thì đừng tham lam. Nếu bạn giỏi, bạn sẽ nhận được nó. Nếu có hành động tốt, sẽ có thể ổn định nguồn tài chính. Không nên đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của vận xung Thái Tuế. Năm nay là năm của sự chăm chỉ, cũng là một năm thích hợp cho các chuyến công tác. Nếu bạn cần đi đến những nơi khác để phát triển sự nghiệp, bạn có thể thay đổi, thích nghi với những sáng tạo và đổi mới. Ngoài ra, bản mệnh nên thăm hỏi những mối quan hệ và khách hàng cũ để làm sâu sắc thêm sợi dây gắn kết giữa hai bên. Cũng nhờ đó sẽ phát triển công việc kinh doanh của chính mình và mang lại cơ hội kinh doanh cho bản thân. Đó cũng là một cách tốt để cải thiện sự giàu có trong năm. Đặc biệt, nếu bạn muốn chiêu tài lộc và may mắn về mặt tài lộc trong năm 2021, thì bạn hãy đeo thêm pháp khí vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Vòng tay sẽ chiêu cát lành và quý nhân cho bản mệnh, từ đó có giúp đỡ, che chở cho công việc được hanh thông và tiến triển tốt hơn. Đồng thời, năng lực tam hợp khí còn giúp hóa giải thị phi và tiểu nhân quấy phá trong năm 2021. Về đường tình duyên, vận tình duyên của người tuổi Mùi năm 2021 vô cùng đào hoa. Bạn là người chủ động trong chuyện tình cảm nên có nhiều cơ hội để thu hút người khác giới, sớm gặp được tri kỷ như ý muốn. Tuy nhiên, cũng cần phải sống hết sức chân tình thì mọi chuyện mới êm đẹp, chứ đừng thấy người khác yêu thương mình mà lại hách dịch, lê mặt. Con giáp này, dù là nam hay nữ mệnh thì đều có được cơ hội thu hút sự chú ý của người khác phái.
nên duyên hay không là chuyện khó nói trước. Tình cảm đôi bên cũng không được ổn định như những người khác. Nam mệnh chịu nhiều áp lực về kinh tế, lại hay ghen tuông, gây ra những tổn thương về cả thể chất và tinh thần với đối phương. Cũng có những lúc con giáp này vì tình mà đau khổ, bị dối lừa vì quá si mê. Nữ mệnh tuổi Mùi có nhiều duyên vượng hơn so với nam mệnh, song nhìn tổng thể, vận trình cũng không sáng sủa hơn là mấy. Bạn phải chịu áp lực khá lớn về chuyện tình cảm, sẽ trải qua những sóng gió, bất chắc, thất bại hết lần này tới lần khác. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên trân trọng người bên cạnh, đừng có mới, nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ mãi giữ tư tưởng, so sánh thiệt hơn. Để tình duyên có thể thuận lợi hơn, tình cảm đôi lứa được đi lên, không bị nửa đường đứt gánh, thì bản mệnh hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân. Về mặt sức khỏe, vận trình sức khỏe của tuổi Mùi theo tử vi năm 2021 cho rằng tình trạng không được tốt. Người này chịu nhiều áp lực công việc, tình cảm nên tinh thần sa sút, nếu không được quan tâm sức khỏe thì sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Bản mệnh hãy đề phòng những cơn đau dạ dày, hệ miễn dịch do căng thẳng cũng bị suy giảm và có thể mang một số bệnh nhiễm trùng. Có nhiều bệnh tật trong người, dù không phải bệnh nặng nhưng nhất định phải chú ý chăm sóc mình, nếu không muốn bệnh nhỏ thành lớn sẽ khiến bạn vất vả chống chọi. Thổ khí vượng là lời cảnh báo con giáp này không nên đến những nơi ẩm ướt, tối tăm, có tà khí, có thể sẽ vướng họa vào thân hoặc tổn thương đến cơ thể. Tình hình sức khỏe của bản mệnh đã không quá khả quan nên cần hạn chế uống rượu bia và các chất kích thích, đề phòng bệnh cao huyết áp. Nên phải hết sức đề phòng những nơi tối tăm, ẩm thấp, những nơi u uất không nên qua lại nhiều, tránh ức chế những chuyện vô bổ. Tuổi Mùi cũng cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, năng tập thể dục, thể thao, ngày nghỉ cần dành thời gian bên bố mẹ, cùng cả gia đình đi ra ngoại, đến những nơi nhiều cây xanh và không khí trong lành. Đừng tự nhốt mình giữa bốn bức tường với áp lực tình tiền sẽ khiến cho tâm sinh lý bị bất ổn. Trong năm 2021, tuổi Mùi do phạm xung thái tuế, thời gia cát khuyên con giáp này hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành, tránh mắc bệnh về dạ dày, hệ miễn dịch và bệnh nhiễm trùng. Vòng tay còn giúp bản mệnh chiêu mời quý nhân sẽ phù hộ và bảo vệ bản mệnh trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Đồng thời hóa giải thị phi, mâu thuẫn và xua đuổi tiểu nhân quấy phá trong năm 2021. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.